Mai đây tôi về, bỏ lại sau lưng những hầm trong bãi mình. Tôi hiên ngang trong niềm vui dòng lớn, trả lại cho ai những biệt danh qua hái hùng mà người đời từng biết tên. À sao cam lộ Hà Lào khe xanh pháo nổ chi. Đội Nhí Nhảnh này đang tập trung ở trên cầu Đắk Rông. Xin vinh thăng những chưa đến cầu Đắk Rông. Trên đường đến cầu Đắk Rông. Chúng tôi đang dừng ở trên cầu, trên con đường đi Đắk Rông. Tôi sinh ra là những người tình hôm nay. Anh để quả xe đúng sân chuẩn chỗ chưa? Đây là xe công dân, mọi người có thể bao vào đang bất cứ lúc nào. Đấy, đây, có lái xe đây rồi. Lấy quả xong đi, những người con quay bay xa hẳn vào lối sông đứng trái. Khoai chơi, khoai chơi. Dày nhót mà. Ui giời, mình lên hình này hôm nay được mặc áo nó quá tuyệt vời luôn. Bản trên cao, xác gục trong chiến hào. Tôi ra đi, đi từ Nam về Bắc, ghé lại sông Hương thăm người thương, thăm phố phường, thăm Huế buồn vắng nghe tiếng hò. Quay nhá. Cả nhà quay nhìn Việt Anh này, chào này. Đang quay đây. Đang quay nhá. Đây là đội hình Đông Tây Trường Sơn. Đấy. Đứng trên cầu Đắk Rông. Cây cầu huyền thoại. Đấy.
chân người, có chun hai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác, rừng ở lưng đèo mà nghe suối hát, ngắt một đóa hoa rừng cài lên mũ ta đi. Trường Sơn ơi Trường Sơn ơi, nghèo vút cao vượt qua mây gió, lòng đã hai mèo bằng sáu ngàn cân, đi ta đi những trái làng phù đồng, còn gì vui hơn gần ra trận mưa xuân. Ôi có những vì sao sáng lên muôn niềm tin, ta nhớ má năm cần, ta thương em cửa Việt 14 năm rồi giấc ngủ chưa tròn, ta miền Nam đang gọi chúng ta đi. Trường Sơn ơi, Trường Sơn ơi, đêm nay ta đi Trường Sơn lòng gió, trời bóng trăng sao nhìn tiếng ta dừng thở, đi ta đi tung cánh đại bàng, bằng khung nhạc hùng giải phóng miền Nam, giải phóng miền Nam. Trường Sơn ơi, trên đường ta qua không một dấu chân người, có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác, dừng ở lưng đèo mà nghe suối hát, ngắt một đóa hoa rừng cài lên mũ ta đi. Trường Sơn ơi, Trường Sơn ơi, đèo vút cao vượt qua mây gió, đạp đá tai mèo bằng sức pháo ngàn đèn, đi ta đi những trái làng phù đồng, còn gì vui hơn đường ra trận mùa xuân. Ôi có những vì sao thức cùng ta đêm nay, như má đêm sáng lên muôn niềm nhớ ba năm cần, ta thương em cửa Việt 14 năm rồi giấc ngủ chưa tròn, ta miền Nam đang gọi chúng ta đi. Trường Sơn ơi, Trường Sơn ơi, đêm nay ta đi Trường Sơn lòng gió, trời bóng trăng sao những tiếng ta rực lửa, đi ta đi nhạc hùng giải phóng miền Nam, giải phóng miền Nam. Nếu mà so với bảo tàng không quân thì nó không ăn thua gì, nhưng mà vấn đề là đây là địa danh rất là lịch sử, nhiều chiến sĩ đã hy sinh ở đây nên anh em rất là thành tâm. Đây nhìn lô cốt của Mỹ như này, đây xe tăng hạng nhỏ đấy, công sự của Mỹ đây. Mai đây tôi về bỏ lại sau lưng những hầm trong bãi mìn. Đấy, các loại xe tăng chở điêu đấy, M14 bị.
ấy, cái vị trí của ta cơ thì hết sức đặc địa về mặt địa quốc phòng, bởi vì anh chỉ đánh đây là vị trí Nam Cao, chúng ta cũng khoảng 20 năm bắc thì Việt Nam nào. Đây là số tiền hạ vị trí như vậy thì ta cứ khoảng 45-50 cây số thì nếu đường chim bay Nam sẽ được hạng bên đó, đây là quốc lộ số 9. Thế thì cái đường chính là có một cái sông sông các ngang lại của ta có rất gần hướng chim bay như thì 20 năm bắc, cho nên con đường này đặc biệt đường này đây là đường một chỉ dẫn về đâu. Như vậy chúng ta có thể nói là cái khu vực khai thác là cái điểm tập trung các cái ngầm đường Hồ Chí Minh, con đường vận tải chiến lược chúng ta đi ngang qua. Cho nên từ năm 64 khi làm khu vực miền Nam thì chủ đi ngang qua sau đây thì chẳng may sẽ được bảo vệ từ những cái đó. Có bao nhiêu năm rồi? Nếu không thì khai thác thì vô tình mở cửa cho con đường của chúng ta mà nặng. Nếu xem cái Hồ Chí Minh là bảo vệ của chúng ta, khai thác thì có thực sự là cái cổ của cổ hồng. Cho nên là khu vực đó, quân đội thiết bị. Với số người là 36.000 bảo tàng đường chỉ khe xanh đây. Đấy, đây là đồ của Mỹ, áo giáp này. Phi công trực thăng. Đội đội Việt Nam. Khí tài quân sự. Đây là súng của Mỹ. AR-15. Tất nhiên quan trọng là
nào đi em ơi. Chúc mọi người thứ bảy đi nào đi. Đây là chúc mọi người nhá. Chúc đi lên khoa nhá. Rồi. Rồi rồi rồi. Rồi cần rất là chú đáo, đã có ni lông chẳng hạn. Ơi cô gái trường xuân bao đêm em đi nhà ngờ đường. Quay rồi. Dù bão rơi mưa giông nắng lửa vẫn hiểm nguy để chú ghi đấy. Băng băng qua mở đường xe anh ra tiền kia. Anh không muốn lấy đâu, anh không muốn rút đều. Đường anh đi mang tình em như tìm quê hương nâng bước ta đi. Đường in trong tim anh, đường in dấu chân em. Đường Trường Sơn yêu biết mấy khi tình em sáng trong lòng. Người về đâu ơi, người về đâu?
tha thiết đón tình anh về bên mái gia đình tìm hạnh phúc ngày qua. Tha thiết đón tình anh về bên mái gia đình tìm hạnh phúc ngày qua. Tha thiết đón tình anh về bên mái gia đình tìm hạnh phúc ngày qua. Tha thiết đón tình anh về bên mái gia đình tìm hạnh phúc ngày qua. Tha thiết đón tình anh về. Chào cả nhà, chúng tôi đang ở địa phận đường A Lưới. Đấy. Và bây giờ cả đội đang chụp ảnh săn mây tại đây. Đây là đoạn di tích quốc gia đặc biệt của đường Trường Sơn Hồ Chí Minh. Đấy. Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh đi qua địa phận huyện A Lưới. Ok. Tạm dừng clip tại đây. Hiện nay chúng tôi đang tạm dừng tại một cái cầu rất đẹp. Đây, núi rừng Trường Sơn tuyệt vời của Việt Nam. Đấy. Đây đoàn xe đây, xe tôi. Ôi trời ơi. À. Sướng trước núi trời. Đấy. Ui giời. Giống như kiểu hai lãnh đạo Việt Lào. Không có quay ra bắt tay nhau đấy. Đồng đồng chí. Xa xa là cường thầy cúng. Em hiểu. Anh phải nhìn hương hương như kiểu dáng nó phải. Em phải đứng như hương ấy mà lịch sự ai cũng ngửa người như thế anh. Từ giờ xóa cái tay. Đấy rồi.